Đi vào lại hả? Yeah. Yeah. Một lần nữa mình đã bị mất cái GoPro. Mùa thơm hôm nay biển nó đã đắt quá, đúng rồi. What about the contact? Do you see anything? No, too murky. Yeah, contacted. Thế thì không có thấy. Thì cũng có nhiều người cũng muốn hỏi là tại sao mình phải làm những cái sinh tồn thế này. Thì nói chung nó là một cái cơ hội khang nghỉ lâu lâu. Mình ở một cái đời thành phố nhiều, đúng không? Mình ở thành phố máy móc, internet, điện. Như là mình ra đây mà ở một cái công viên mà coi như là không có điện, máy móc, điện tử nhiều. Được rồi, thêm một con lớn nữa, một cái hô nữa. Cái con mà lớn nhất á. Con tôm hùm nữa hả? Where I want some fish. Yeah, man. Oh, you only got two fish. Yeah. Fish seem to be the hardest one to get. Rồi, hôm nay một lần nữa mình sẽ ăn trưa tôm hùm nướng ăn với mì gói. Chỗ này là Thiên sẽ về là linh ký sẽ bị linh ký cholesterol đi vào lại hả? Yeah, cholesterol. Thiên lúc còn ốm. Need like 5 more. He said he need 5 more. Really? Đó là một cảnh của Johnny đang tắm đó. Thank you. Dạo. Bernie. Hôm nay mình sẽ có tôm hùm barbecue lên. Có cá luôn. Forget about all fish, man. Cá chắc là món special. Món chính hôm nay. I forgot, or if you wanna throw some lemon leaves inside. Oh, lemon hấp hả? Hấp cá, hấp tôm hùm. Hấp tôm hùm. Ok, mọi người đang một lần nữa mình đã bị mất cái GoPro. Mùa tôm hùm này biển nó đã đắt quá, đúng rồi. I lost it. I didn't get it. Oh no, the other one. Yeah. Yeah. Look, nay mình dùng cái thang này nang mà cuối cùng mình mất hết cái clip rồi, cho nên không có thấy bơi lặn bằng thang nữa. Mất clip bắt tôm hùm luôn. Thôi, coi lại clip cũ của bắt tôm hùm ở California. Ở chiếu lại cái clip cũ nè. Mắt mình bỏ lên cái này, mình có cái đồ clip bên này. Nhưng mà khi mà mình bỏ tôm hùm vô cái bao của John này lại bằng màu xanh. Nhiều quá. Thì mình phải dùng chân mình đẩy nó lại đúng không Johnny?
I remember right, to kind of hold it. Yeah, nên đẩy nó ra thì mình đẩy cái GoPro ra khỏi cái này luôn. Và mình tìm hoài mà tìm không được. Tại khi oh, phải bơm hả? Hôm nay cũng một cách nữa là mình mới kiếm ra một cách kế tiếp. Một cái dụng cụ kế tiếp để đi tìm tâm hầm là đồ lặn. Lặn 10 phút. Được lặn 10 phút nhưng mà phải bơm hơi. Really? How long you have to pump, guy? About an hour. What? Thôi chắc tâm hầm đủ rồi hả? Không cần ăn lặn nữa đâu. What? Bơm một tiếng luôn hả? Yeah. Compress air, dude. Đây là cách kế tiếp mà mình dùng để bắt tôm hùm ở đây. Cũng giúp được bắt được 4 con tôm hùm bằng đồ hơi thở. You have one of those electric compressor at home? No, I go to the shop. No, only need it. Why is it so long? Đi mình đi theo John, mình coi John này tắm nào. No. Coi John này tắm để xem nhé. Cass said this down there. Right? Yeah, we get noodle. Yeah. Cass said there's a shower down there. They do? Yeah. Yeah, like a full shower thing. Okay, bây giờ mình đi xuống đây mình tìm chỗ tắm nào. Oh, right there, Johnny. Right there. Yeah, in front of you. Oh. Ah, cái chỗ tắm này khán giả, bên này thì biển. Vì mình mất những cái video clip của Bắc Tâm Hầm. Thì bây giờ mình phải kiếm một cái video nào cho nó thú vị một chút là coi cho này tắm. Cho này tắm. Nhớ gửi nhiều hoa nha. Càng bấm nhiều càng gửi nhiều nha. À, nhưng mà nói chung thì chỗ này là có một nơi tắm như khán giả. Nếu mà ai ở đây Little Harbor thì mình có thể mình dưới đây thì những cái khang nghĩ những cái site này là tốt nhất nè. Nó nằm gần kế biển luôn. Nhưng mà cái site này thì mỗi lần bức khó lắm. Ok. Nghe ngồi nóng xin vào hồ bà đi. Just my leg. I'll hold it. But better than this side. Okay, yeah, that's good. Yeah, you check over there. Yeah, visibility was like side. 18 inches when I was in there. I was like, it's so bad. This probably what, five, six feet? Okay. So it can get better, but you have to have the wave. You gotta deal with the wave, that's all. Yeah, you have to, yeah. The wave a little hard over here. Yeah. Cool. All right. Thì hàng như John thì đang chuẩn bị thay đồ sau khi bơi. Khi mà đi cắm trại chỗ này, mình thấy có cơ hội cho những em nhỏ hay là những đứa trẻ được ra ngoài thiên nhiên cách xa mấy video game, internet. Như là mình thấy cái cảnh đây nè. Cái này nó cũng đỡ là nó có cái đồ tắm. Hôm qua mình không có biết, bây giờ mình mới biết. Cái này, khu vực này như nó làm như nó một cái gọi là oasis đó. Là trong sa mạc mình có một cái nơi mà nước chảy. Nhưng mà này đặc biệt là gần cái biển. Một lần nữa đang Khang cũng muốn cho mọi người biết là mình không có những cái video clip của đi lặn là tại vì mình mới mắc cái GoPro rồi là xong luôn. Các khán giả thì trên này có nhiều người sẽ hỏi có xe được không? Không có xe đâu, xe van bình thường. Mà đặc biệt kỳ rồi như Khang đã đi Avalon, Khang nói cho khán giả tìm hiểu là Catalina, mình muốn sống thì sống ở đây mà mình muốn xe thì mình phải apply cũng mười mấy năm mới cho mình một cái approval để mình mua xe. Cho nên hầu hết trên đảo họ lái những chiếc golf cart nhiều hơn là xe. Là tại vì họ không có đường để đi nhiều. Tiếp tục bơm nè, bơm vô. Tiếp tục bơm vô. Khỏe mạnh này. Khỏe mạnh, mấy anh này khỏe mạnh, ăn là phải bơm. Chỉ có được 10 phút ra nè mọi người. Cái này là như một cái school bài á. 10 phút, cái này bao nhiêu ca đồng, cái bao nhiêu ca? Gần 300 đồng. 300 đồng, bơi được 10 phút. Thì người nào mà bắt được tâm hồn trong 10 phút. Actually, the bigger tank is only... Cũng không cần license hả? No.
The bigger tank only like cũng bằng giá. Bigger tank? Là này mình có món đặc biệt rất là khó tìm kiếm ở đây. Organic fish. Yeah. Cá cá đi bộ. Đi bộ. Cá đi bộ. Đây là calico. No. Nó phải calico này. Nó này là cá gì á? Opal eye. Yeah. Opal eye. Opal eye nên không có cần sai. Opal eye ngon mà. Nấu sao thơm mệt? Muối. Muối. Xả. Xả lá chanh thái. Đây cá chanh nữa hả? Yep. Cá xả, người ta trồng xả ở đây hả? Yep. Wait, where's your fork for the... This is, I don't know what kind of fish this is. Hả? Alright, kính chào mọi người đã trở lại chương trình Passport to Thành Công. Và hôm nay đặc biệt mình sẽ đi sinh tồn tại Carolina Island Little Harbor. Và mình ăn cái gì đây thì cho khán giả xem một chút sneak peek. Ok, let's go. Alright, let me steal some fish. You can break me a peach can and I'll put it up. Oh. Yeah. Ooh, cái này dai nè. Cái này cái đặc biệt. Mm. This is a calico one, right? Mm. Mm. Thơm. Dai nè. Ăn nhiều tôm hùm mà ăn cá lại ngon. Ừ. Ừ, cái này nhiều xương hơn. Mm-hmm. All kind of protein. Okay. Cái này vừa mua ở chợ đem tới đó. Mà món đặc sản hôm nay. Thấy không? How is it? Yeah. It's a lot of seed, but it's good. Oh, you ate already? Yeah. Samuel, I need to record you eating it. Oh, man, that's more. Oh. What's a little bit bitter? You ate the stomach part, Johnny. Mm. You're not supposed to eat the stomach part. Cá. You what I said, Johnny? Đang ngon. Đây đang trưa mỗi ngày. Ngày thứ hai nè. Mình đang ăn trưa. Và hôm nay đặc biệt, mình bắt nhiều tôm hùm. Mình đã cho mấy người hàng xóm mình đó. Hai con tôm hùm. Không biết cá ngon không nữa. Giờ trưa. Thì mình chỉ ngồi đây chờ ăn thôi. Ăn trưa và đến chiều mình sẽ đi bơi nữa. Thì Khang sẽ tìm cách một lần nữa mình để mất cái GoPro cho nên mình không có thể thấy được lặn sao. Nhưng mà mình bắt được đồ, mình sống đây và tí nữa Khang sẽ cho khán giả được xem đi cắm trại sinh tồn hôm nay mình có cần đem cái gì. Và hôm nay mình sẽ ăn trưa Budok Ramen. Ramen cay của Two times spicy, rất là cay nè. Mình sẽ ăn nó chung với tôm hùm mà mình mới bắt. Đó là bữa trưa của mình. Nói chung cái này thì mình đem, không phải là sinh tồn lắm. Nhưng mà tôm hùm là mình tự bắt. Một á, nếu không bắt được tôm hùm thì mình phải tự ăn cái này, không thôi. Mà khi bắt được tôm hùm thì mình sẽ ăn là với tôm hùm. Mình sẽ bỏ đây, mình nấu với nước sôi. Và... dessert. Trái này trái gì đây? Xương rồng. Xương rồng. Thanh long, thanh long. Đây là thanh long của người nghèo. Organic thanh long nè. It's very big. Hộp nhiều quá. Cứng. Là thanh long thôi. Đấy, một loại khác từ Vietnam ấy. Yeah. Nó gọi là gì? Tiếng like Việt, tiếng Mỹ là gì? Trái thanh long thôi. Trái xương rồng. Tiếng Mỹ là gì? Trái xương rồng. Ngọt không? Refreshing, mild. Chua chua. Yeah. Fresh gì quá? Refreshing. Mà trái này gọi là gì? You sell. Prickly pear. Prickly pear. Prickly pear. Muốn ăn cái này mình phải đốt cháy trước hả? Vì lý do đó mình đã đem súng theo nè. Súng lửa. À, súng lửa mọi người. Sau đó mình làm những cái trái này trên con đường đi nè. Rồi mình đốt nó cháy đi. Nó mắc mấy cái gai. Sau đó mình mới ăn. Để đây thôi. Sinh tồn.
Con này chít nè, cái gì? Cái này là có gì đâu. Đây con bò hả? Thịt bò hả? Nó cơm ơi, cơm ơi. Sinh tồn cho đi. Nước sôi nè. Mua đồ vào. Làm nước đồ cay hôm nay ăn biết không hả? You ever have a lobster tikan? Tikan. Yeah, we did. We actually did. Yeah. Thành quả của mình nè. Does so taste I love refreshing. Refreshing. Yeah. It's not like irony, like you know, like not condemned really quick, right? No. Yeah. Nó phải màu đỏ thiên, nó là màu trắng. Trắng. Like this. Màu tôm hùm. I love hùm. But do they have a lot enough to make? No. Oh, yeah. We have to like we have a lot of them. Like 10 of them just to make one plate. Mười con tôm hùm hả? Big one, the big one. The big one is two of them. But you know, you have the expert release, you know. Huh? I haven't signed any release yet. When I make money, I will ask for release. Ooh, how come it's so dark? Because we throw it on the charcoal. It got dark. The fire. Đó là mình xây mình sinh tồn ở Cali nè là vì gì đó. Và mình biết sẽ có cơm hùm để ăn. Nó big thả tiếng. Này con này con lớn không á? Yeah. Lots of buffet. Lots of buffet. Nhan 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 nhan. Sướng sướng. Không phải còn sinh tồn. Yeah, imagine eating this. You eat lobster every day. You remember in the movie Castaway at the end of the when he came back, he got rescued, and he looked at all the feasts that people gave him. It was like snow crab, king crab, and he's like, I don't want it anymore because that's all he ate. That's all he ate during on the island. Yeah, you know. I think cái này như là hồi xưa, I think the pilgrim ate too, like the Indian. Yeah, right? No. The first lobster they the first yeah the first thing I mean was it? Tôm hùm mà cho những người nhà tù thôi. Này cũng kiểu vậy thôi. Actually, if you go to Bahamas. Oh, really? Tôm hùm cho nhà tù. Wow. Lemon and lobster. Good. Johnny ăn nhiều quá rồi, không cần ăn nữa. No. I'm eating. I have a little salt here. Easy on the salt. You just ate a bunch of salt, Johnny. You might pass out tomorrow when we hike back home. Spam lots of salty. Spam has a lot of salt. You don't want to crash. Oh. And you gotta drink a lot of water. He's crashing right now. What about the calm side? Do you see anything? No. It's too murky. Yeah, calm side. Cái kia không có thấy nữa. Hai ngày mình ăn bao nhiêu lobster rồi? Mười mấy con hả? There's a lot of people who doesn't know about this part of the lobster, right? The head, the top. Yep. You know, like that. This is meat. This is all meat. Ooh. Oh, cái đầu quá hả? Yes. A lot of people don't realize that, so they throw the head away. Yeah. Chắc mấy người Mỹ hả? Những bên kia biết mình cho nó đuôi được rồi. Oh yeah. Lấy đầu mình ăn. Nên đây cái hỏi ủa cái đầu đâu? Nó thấy cái đầu lúc nó sợ quá nó bỏ chạy rồi. Mì gói, mì cay mọi người. I never have a big lobster by myself like that. It's always cooked, right? So it will be chopped up. Oh, really? Yeah, I mean it never like. Ê, và hôm nay mình ăn trưa thay đổi một chút mì khô. Mì khô cay. Mì đại hàng khô cay. Cũng là mì nữa. One is good. Johnny, you want the other one? Johnny. I'll eat. Hôm nay món ăn kế tiếp của mình ăn trưa ngày thứ hai. Tôm hùm nữa. Chắc mọi người sẽ chán nhìn ăn tôm hùm ngoài. Tại vì mình không kiếm được cá. Và sea urchin. Và actually I saw một con sea urchin ở dưới nước. That's it. Nó nằm kế bên con tôm hùm, nhưng mà that's when I caught con tôm hùm already. And then
I lost the spot. But there's only one? Yeah, I know, I don't. I think it's somewhere in the rock. I didn't see any shaving. No. Well, I couldn't get down there. Yeah, they knew not the quack. And then, bye, y'all. Come home. Come home. And me, a guy. Ooh, yeah. Mm. Okay, that's good, Johnny. That's good. Oh, yeah, yeah. Now, eat it and tell us what you think. It's good. Mm. I mean, it's fresh. It's like ultra fresh. I mean, literally, it tastes very fresh. Like what? Maybe in a while it's gonna have this fresh. It's good. It's like minutes from the ocean. Wow, we're going savage. Animal style. No. Right? Okay. Yeah, I can, but I want to taste myself. Well, your lobster tag, you done already? You done. I recorded it. Of course. Oh, okay. You can join it now. What? I only have 30 minutes left. Các em học sinh thân mến, các em có sẵn sàng để nâng các kỹ năng của mình lên mức cao hơn chưa? Hãy sẵn sàng đi, bởi vì học khu trung học Huntington Beach đang bổ sung thêm các lớp giáo dục kỹ thuật nghề hay CTE trong niên học tới. Cho dù em thích về kỹ thuật, y tế, kinh doanh hay các ngành nghề khác, đều sẽ có lớp ưa thích cho mỗi người. Các lớp CTE được thiết kế để cho học sinh có trải nghiệm thực tế trong đời sống. Hãy tận dụng cơ hội này để phát triển các kỹ năng đáng giá, giúp các em chuẩn bị cho sự thành công. Các lớp CTE sẽ khác nhau tùy vào các trường trong học khu. Em nhớ hỏi chuyên gia hướng dẫn của mình để xem các lớp nào được dạy ở trường em. Đừng bỏ mất cơ hội này để khám phá về các đam mê và tiềm năng của mình. Put it on the sun to dry faster. No, it's okay. As long as you're gonna go later. Team, can you tell me about how quinoa is? Is it better than rice? In every way. Dang, you eat it every night, huh? It's like eating rice pretty much. Mm-hmm. Oh, wow. Long hung cơm. What's the nutrition fact? I don't know, but I think it's healthier. It's healthier than rice? Of course. Sure you're not Vietnamese? You mean you sure I'm not? I'm Vietnamese? You know the reason why we eat rice, right? It's because we don't have anything else. Yeah, we don't have carbs. It's not because we need it. Yeah, it's because it's available to us. And actually, there's no nutrition to it. Like it's... They're ripe. They're not a... I came like 1990 on an airplane. I flew over. How old were you? I was 7. Oh, so very young. Yeah. No, no. Take a piece. This guy doesn't do anything without a camera. I'm eating. What the hell, dude? I'm feeding you? Oh, dễ thương quá. Dễ thương quá. Nhớ cho nhiều sao nha, cho nhiều sao rồi nha. Collect the big one. Hộp cứng hơn. Big one is really good. How is that coloring in your tongue? Open your tongue. Oh no, no coloring. Hộp cứng hơn. Wow. Refreshing. We should go get more, guy. Yeah, everywhere, right? Yeah, they're everywhere. Yeah. Học sinh tốt được phải không? Yeah. That's why I remember Jamba juice they make there. Yeah, this is extremely cay. Very spicy. All done. All done? You're not hiding any lobster? Good. I'm so sad. This is cheating. This is not symptom. But why I'm talking? Mức cơ cơ rồi. Mức cơ cơ rồi. One more dead thing. Almost up to 2 already. Almost past 2. See, we can go to 3. That would give you a lot more. Yeah, stop going. Johnny has it off. Keep pumping, Johnny. Keep pumping.
Cái này là đang low tide, thủy chiều xuống. Sẽ kiếm mấy gì ở đây đây nè. Có hai anh chàng ăn tôm hùm đủ rồi, bây giờ đi tìm món ăn khác. Bây giờ ở đây mình sẽ có cái gì? Thì một lần nữa năng cái trip kia này Khang đã mất cái GoPro, không có đủ cái clip và đi lặn cho mọi người. Nhưng mà mình cũng có cho mọi người thấy là tôm hùm. Có thể nhiều người sẽ coi cái này, sẽ một lần nữa sẽ nghĩ là ô sao mà khoe ăn tôm hùm tùm lum hết. Thì cũng đúng rồi, tại vì ở dưới kỳ này mình đi đó, tôm hùm thì nhiều mà cá thì ít. Khang cũng muốn bắt bắn được cá để cho mọi người được xem, nhưng mà mình không có cơ hội đó. Thì mình chỉ ăn tôm hùm thôi, mình ăn gì mình có cái đó thì mình ăn thôi. Và bây giờ mình sẽ đi nào, để coi dưới này mình tìm được cái gì đây. Có ốc không? Phu Thái, Thái Phú. Không có ốc không? À, cái chiếc tàu lớn nó vô hả? Sunlight, dearest sunlight, I am calling you across the old room. Sunlight, dearest sunlight, I would like to come out of the womb. Something in me feels like all of me, and we dance all alone. That is not abalone. Come on, not like a limpet. It's a limpet, not okay. Abalone. Looks like one. A limpet. You can eat it. It's considered delicacy Hawaiian. Really? Limpet, limpet. Yeah, I think, yeah, you can eat it. I don't want to eat it. You have to cook it. Nướng nó lên thôi. Nó giống như là abalone, baby abalone, but not abalone. Where? Here. Y'all right here. No, these are not abalone. This is not abalone. No, it's not. What is this then? It's the same limpet. It's a different. No, look, see, look. Abalone, they have three holes on the back. Oh, that's right. Back hole. Yep. Mình sẽ check cái Thai pool này có cái gì không nè mọi người. Đúng là chỗ này hơi ít đó. Ít loài động vật. Có cái gì để mình kiếm ăn không? Có những cái kelp. Should we bring some of these kelp home to cook them? Thomas? What? Đem này về nấu không? Nấu nước nó khỏi không có gì trong này hết. Đúng là nơi này đẹp nhưng mà ít loại động vật, có thể chỗ này hơi sóng nhiều quá. Từ sáng mình cũng có lặn khu này, mà chỗ này sóng hơi mạnh lắm, không thấy gì hết, rất là nước ở đây đặc biệt, Khang lại không thích là nó không có rõ, không có clear. Và sau đó mình mới qua bên kia là cái chỗ bên đồi đó là chỗ mình lặn để kiếm nhiều tôm hùm bên đó. Bên này anh Khang cũng có tìm được tôm hùm, nhưng mà anh đi bằng bảy bằng lòng đó. Cũng có tôm hùm nhưng mà bảy bằng lòng. Ở đây thì lặn nó hơi bùng quá, khó thấy. Và đây là đảo Little Two Harbor, main Little Harbor, Little Harbor của Catalina. Các thầy có thấy không, cũng có một vài cái tàu đang có đó, như người họ vô đây, họ đi cắm trại vô đây. Món này sẽ ăn gì đây? Sẽ ăn được với cái gì? Này, I think you put cái torch. Yeah. Torch it up quick. See it? Yeah. See it. Yeah. Quick. Nó có hành mỡ nó bỏ vô. You tell me you got some.
Ok khán giả thì cũng có nhiều người cũng muốn hỏi là tại sao mình phải làm những cái sinh tồn kiểu này. Thì nói chung nó là một cái cơ hội. Khang nghĩ lâu lâu mình ở một cái đời thành phố nhiều, đúng không? Mình ở thành phố máy móc, internet, điện. Như là mình ra đây mà ở một cái công viên mà coi như là không có điện, máy móc, điện tử nhiều. Thì nó là một trong những cái cơ hội để mình, nói chung là mình được cảm nhận cái sự mà mình hơn, coi như là fortunate là mình đã được có những cái đó. Và đây là mình sẽ tìm cách mình sống như là basic, là cơ bản thôi. Như là mình sẽ hiểu hơn nữa là công cuộc đời của mình không có cần, lúc nào cũng phải cần máy móc, điện tử, cái thể sống như là bình thường từ những cái thiên nhiên đó. Cho nên đó là một cái ước mong mà Khang hay muốn được cơ hội để đi đó. Mà sau khi có mình có con thì cũng hơi khó, chứ hồi xưa Khang và vợ Khang đó, Dương, thích đi những cái này lắm. Đi cắm trại, đi sinh tồn, tự bắn cá mà ăn, tự tìm đồ biển mà ăn. Cho nên hôm nay Khang được có cơ hội cùng đi với mấy người anh em và bạn bè. Cho nên Khang muốn có cơ hội đem như này. Và bây giờ mình sẽ tìm hiểu thêm. Nghĩ ngay mấy người này là coi park ranger. Yeah. Sprinkler there. Hmm. Hello, pretty good. How do you get an I have a question, how do you get an RV on the island? Oh, the other way. You see that blue area? That's where the lobster is at. You see that wave? See, you don't want to hit the, pass the wave. Pass the wave. Khán giả thì này Khang có cái câu hỏi, Khang cho khán giả xem. Cái nơi đây là nơi mà Khang đi đã bắt tôm hùm hầu hết. Và cái chỗ đó, cái chỗ mà Khang đã mất cái GoPro. Sau khi mình đang cầm, mình gài trong cái đèn pin của mình á, mình bỏ tôm hùm vô cái bịch thì nó rớt ra mà Khang không để ý. Và ở dưới đó đó là 200 đồng nếu mà khán giả nào mà muốn tìm được. Ok, thì tới đó lấy. Đây là Little Harbor, rất là đẹp nè, rất là thiên nhiên. Bên kia Khang thấy có những người mà lớp học á. Ở đây nó cũng là trường USC, là một nơi nó học về Environmental Science. Thì cái này có nhiều người sẽ có lớp và qua đây họ học. Ở đây là một cái sinh cảnh rất là thiên nhiên nè mọi người. Còn cái trên này cái đồi kia nè, những người nào mà muốn lên đây ngồi rất tìm tứ, mình nhìn xuống và nhìn xa xa từ đó đó mình có thể thấy thành phố Long Beach. Đó, đây là Two Little Harbor tại Catalina. Em một lần nữa nên là mình đi sinh tồn, mà bây giờ mình đi vòng quanh để mình tìm coi là có thức ăn gì không. Thì anh Khang và em rể Khang đang tìm những trái cactus, là trái rồng, thanh rồng, rồng á, trái gì, thanh, kiểu như trái thanh long đó, để mình tìm này mình ăn. So far là mình ăn mì gói với tôm hùm không. Thì một lần nữa Khang muốn nói về tôm hùm thì không phải mình muốn quảng cáo, nhưng mà mình lại dễ bắt nhất tôm hùm ở đây. Cá thì khó bắn quá là tại vì nó nước nó rất là đục, uổng quá Khang mất cái video nên Khang không thể nào cho Khang được xem cái đó. Ok, thì bây giờ tiếp tục đi ra đi tìm đó. Yeah, that one looks good. Cái đường rãng đó nè. This one's green. Somehow. Yeah. Green on the bottom. Đỏ. Đỏ nhưng mà trong. No, no, green on the bottom. We can't see the bottom. I see. Nhìn trong cắm trại mình lại thấy chiếc RV. Yeah, có thể là họ coi trại á. Không biết. Có nhiều người họ được trả tiền. Yeah, yeah. Có nhiều người họ được trả tiền, họ volunteer để coi trại. Những cái xe rồi nữa.
Có RV. Người nào biết cách nào mà người ta đem RV qua bên đảo Kalina nè, comment cho mình biết. Không hiểu tại sao mà có một chiếc RV, chiếc trailer chứ bình thường. Nghĩ nha, mấy người này người là coi park ranger. Yeah, sprinkler để. Wow. How you doing? Hello, pretty good. How do you get an? I have a question. How do you get an RV on the island? Comes over on a barge. Oh, they bring a barge over. I see. Yeah. Okay. Oh, I see. So you, yeah. Like a camp. Do I what? Yeah, I'm a ranger here. Oh, I see. I got it. Yeah. So then you live here throughout the year? Yeah. Through the year then? Yeah, because I saw it down there. I didn't know we can bring an RV here. I see. Oh, Peku. Okay. Yeah. Yes. Yeah. We're born in Vietnam though. We in Nha Trang and stuff, like more this Cam Ranh Bay. Born in Vietnam? Yeah. Oh. We came here in 94. So, wow. Yeah. Right. Hey, thank you for your service. Bây giờ mình hiểu ông này là park ranger, ông là người coi cái chỗ cắm trại ở đây, và chiếc trailer của ông là đem qua bằng một cái board là gửi qua. Và ông ta đặc biệt là hồi xưa là cựu chiến binh của chiến tranh Việt Nam, và ông như ông đợi đây cả năm luôn. Thấy khán giả như là một cái nhà ở vậy đó. Oh, wow. Không phó anh đây kìa. Oh, can't get it. Oh. That top one. Ooh. You want to rub with that in your pants. Yeah. Your pants. Can you do it? Are you sure, Kai? That hurt a lot. Yes. That'd be one painful fruit. Stop in the... Yep, it's really good. But down at Two Harbors, when you go down there and you go to Cat Harbor, is to your left. Mm-hmm. There's all kinds of big cactus plants in there. Mm. And you've got some big cactus apples like that. Yeah. The big ones. Very good. Ben. Yeah, then there. My cousin planted these here. He's a Mexican. Oh, okay. So he wanted to have some good ones because he likes to eat these when they first start see. To grow. Then you skin these young ones out. And you could slice them up and eat them, put whatever onion, tomato, whatever you want in there. So these are different from... Oh yeah, those are wild. These are like domestic. Oh, they're domestic, okay. Yeah, so when you get to Two Harbors, walk Cat Harbor down there. Yeah. I do. So are you an employee of the LA Sheriff's Department or...? No, with a Catalina Island Company. Okay. Oh, they own Little Harbor. Right. Oh, I see, I see. They own the Isthmus. The Isthmus. This is run like by the Catalina Conservancy. Okay, what does it mean by conservancy? I've seen the conservancy is a non-profit organization which joined the people that own the island to knock the taxes down. I see. So okay, the people that that's the people owner. That was the Wrigley. Yeah, the Wrigley family. Right, they own Wrigley family. They own the Isthmus. Yeah. They own that big orchard up there, that wine vineyard. But then they create conservancy so they don't have to pay property tax. Yeah, and they own all those moorings out there. Oh, in the ocean. Where all those boats tie up. Boats tie up. Okay, yeah, I see. So that's how they... But the Conservancy, they're just... Yeah. They joined with them so that the taxes would be cut way back. I see. No, they're planted. They plant there? Yeah, they're not natural. Catalina don't have those things. Thank you. Okay, và bây giờ mình mới hiểu là cái RV, cái trailer trên đó đó, là ông này là ông là làm việc cho gọi là Kalina Conservancy. Theo như hồi xưa Khang cũng có đi Avalon để tìm hiểu thêm về đảo Kalina. Đảo Kalina là được own bởi gia đình Wrigley Field, là họ làm gum đó, cái Wrigley gum. Và sau đó họ không có muốn trả nhiều tiền thuế quá, tại vì cái đảo này hầu hết là của họ, thì họ mới làm thành gọi là Kalina Conservancy. Như là nãy mình thấy chiếc xe truck đó, đó là một cái nhóm họ sẽ lo cái đảo này. Vì cách đó là cái cách mà gọi là họ cho một phần lại cho LA, thành phố LA, thì họ không cần đóng thuế. Và ông này được tinh tế, ông này thì được thuê để
giúp coi đảo. Ổng là một park ranger, ổng thì đi vòng quanh, ổng bỏ củi, ổng clean restroom. Nhưng mà ổng là sống ở trên Avalon. Và cái RV đó là của ổng, họ cho ổng để ổng ở và ổng coi cái khu vực này. Cái đó là một cái phần về cái đảo Little Harbor. Và mình cũng hiểu về đảo Avalon thế nào khán giả. Thì đó là một cái cơ hội, thì mình nói chung mình ngồi không, mình không có gì thì đi vòng quanh mình tìm hiểu. Và khán giả thấy dưới đây nè, dưới đây hầu hết là, thấy không, nhìn chỉnh cho nàng. Dưới đây là hầu hết là cái chỗ Little Harbor, thấy không, nó giống như là một cái sa mạc, nó có những cái cây dừa rồi đó. Vậy cái đó là một chút về. Ok,